Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn nha. Hôm nay là cô khách này sơn màu xanh nè. Em mình sẽ vẽ cho cỡ cái mẫu rất là đơn giản luôn. Cái mẫu về vẽ line. Rồi bây giờ em mình đi một cái line lên đây nha. Rồi em mình đi lại một đường lại nha. Rồi bây giờ em mình đi những cái đường nhỏ nha các bạn. Bạn thấy em mình kéo những cái đường nhỏ đó. Rồi bên đây. Rồi bây giờ mày vẽ ngón này ha. Chú anh đưa rít quanh chú. Rồi bây giờ cái ngón này thì mày đi ngược lại nha các bạn. Vẽ một cái này xuống. Rồi đi một line lại. Rồi sau đó mày đi những cái đường nhỏ nè. Rồi anh đây cũng vậy. Rồi bây giờ cái bước thứ hai dính đây một miếng màu đen em mày thấy không? Để em mày chùi ra không sao hết. Em mày lắp cái lắp chai nó văng ra đó các bạn. Rồi không sao hết. Rồi bây giờ em mày sẽ bỏ kim tuyến vô ngay giữa nha. Mình phiêu một chút xíu kim tuyến vô ngay đây. Rồi ở đây cũng vậy, em mày phiêu một chút xíu kim tuyến vô. Các bạn thấy cái mẫu cực kỳ dễ ha. Dễ mà dễ thương nữa. Rồi bây giờ em thì sẽ dùng cái hiệu này nè các bạn, chai vẽ vẽ hoa đó, hiệu trái apple đó. Rồi em thì sẽ chấm những cái chấm đen nha. Em thì thêm nè các bạn coi, em thì chấm nha. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi còn cái này thì em thì chấm ở trên chấm xuống nha. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi là mình đã xong hai ngón rồi các bạn, rất là đơn giản luôn, vẽ đi sample nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua tay bên đây. Rồi tay bên đây thì mình chỉ hơ một tí đi, có vô đèn hơ một tí, còn không hơ cũng được không sao. Rồi giờ tay bên đây thì mình sẽ đi cái hướng mình vẽ đối chiếu nha. Cái hướng bên đây mình đi lại. Rồi mình cũng vẽ cái vị này trước. Rồi bây giờ mình vẽ những cái line ra nha các bạn. Rồi ở bên đây cái ngón này thì mình sẽ vẽ đối chiếu góc này xuống. Rồi mình vẽ một cái nè. Rồi bây giờ mình vẽ những cái line ra nè. Rồi hai cái cắm hai bên là mình vẽ những cái line dài ra nè. Rồi bây giờ cũng vô bên kia nha. Em mình fill một tí xíu kim tuyến nằm ngay giữa cái khoảng này. Không cần dày đặc nhiều quá nha các bạn, ít thôi. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi bây giờ em mình sẽ chấm nha. Chấm những cái chấm đen đi từ đây đi lên nè. Rồi bây giờ tới bên đây cũng vậy. Rồi còn ở đây thì mày chấm những cái chấm đen đi xuống nha. Đây mình vẽ cái mẫu nó trở đầu. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi em mình đã xong hai ngón bên đây nha các bạn. Bây giờ em mình sẽ cho hơi nè. Rồi các bạn thấy bên đây là nó đã khô xong rồi. Bây giờ cái bước cuối cùng là em mình bỏ nước mắm lên đây. Rồi em mình cho hơi vậy chứ nếu không hơi các bạn để ra ngoài nó vẫn khô. Rồi bây giờ em mình apply nước mắm lên nè các bạn. Coi em mình quét thả ra luôn nè. Kéo cỡ nào kéo nhưng mà cái màu vẽ bằng màu thường nó cũng không chảy không gì các bạn thấy không. Không chảy, không bị lem, không gì hết. Rồi ngón bên đây cũng vậy. Nhiều bạn nói với em mày vẽ màu thường lên mà treo vỏ treo lên nó bị chảy hết. Chắc tùy theo loại treo các bạn xài đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ những ngón còn lại nè. Rồi ngón này cũng vậy. Để sau khi em mình bỏ xong em mình sẽ zoom lại cho các bạn coi cho rõ cái mẫu nha.
Tại hôm bữa các bạn mấy bạn yêu cầu quay mì đó, zoom lại cho camera coi cho rõ cái mẫu để các bạn chụp lại màn hình, để nhằm khi em mì nói nhanh rồi quay qua rồi các bạn không có kịp chụp màn hình. Rồi các bạn thấy cái mẫu nè, đó, cái mẫu cực kỳ đơn giản đó, các bạn có thể chụp lại màn hình rất là dễ. Rồi bây giờ em mì đã xong nha các bạn, em mì xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Em mì thân ái chào các bạn.